Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm mà trồng cúc mâm xôi làm sao mà cho nó nở hoa đúng Tết ha. Trước đó thì mình cũng có là chia sẻ về thời điểm trồng bông vạn thọ nè, thời điểm trồng hoa màu gà nè, thời điểm trồng hoa cát tường nè và những loại hoa Tết khác nữa nha mọi người. Các bạn có thể là tìm xem ha. Gần đây thì mình chia sẻ về rau màu nó nhiều hơn nhưng mà năm trước thì mình đã chia sẻ rồi. Thì cái thời điểm mà cúc mâm xôi này thì cũng có rất là nhiều người bạn hỏi nên mình do đó thì mình cũng làm một cái video mình chia sẻ cho các bạn tham khảo ha. Tại vì trồng cúc mâm xôi này các bạn nó rất là khó luôn và mình trồng cũng rất là sớm và mình đi cơi cũng rất là nhiều luôn. Thì nếu như mà bạn nào mà trồng thì thông thường là mình sẽ đi 5 cơi là chuẩn nha các bạn ha. Còn nếu như là các bạn mà gieo trễ thì các bạn có thể là đi 4 cơi. Thì cái thời điểm mà đi 5 cơi các bạn thì nó sẽ là đầu tháng 6 nha mọi người ha. Thông thường sẽ từ là mùng 8 cho đến là 11 tây tháng 6 âm lịch là mình có thể là mình gieo cái cúc mâm xôi để mà chúng ta đi 5 cơi ha. Còn những bạn mà trồng trễ đi, nghĩa là cái thời gian này mình đã chia sẻ rồi nhưng mà các bạn trồng không kịp nữa thì các bạn có thể là trồng 4 cơi. Thì 4 cơi là thông thường thì nó sẽ từ 18 tháng 6 âm lịch và cho đến là 22 tháng 6 âm lịch nha mọi người ha. Thì cái khoảng thời gian đó là các bạn có thể là trồng cái cúc mâm xôi của mình. Và cái giá thể ở trên cúc mâm xôi này nó cũng rất là khó chịu nha các bạn ha, nó không có dễ ăn đâu. Tại vì giá thể của nó là phải là chuẩn như là rơm mục nè, rồi tro đen nè, nó rồi một ít sơ dừa thôi. Đó, rồi chúng ta phải xử lý dôi. Có nhiều bạn là xử lý Trichoderma mà cộng chung với dôi nữa thì cái Trichoderma của mình các bạn nó không có hiệu quả. Và mình cũng đã làm một cái video về giá thể để trồng hoa Tết các bạn. Các bạn chịu khó các bạn xem lại ha, hoặc là các bạn có thể là xem nhiều những bạn YouTuber khác cũng chia sẻ đó thì các bạn nên tham khảo nếu như là chúng ta quyết định là trồng cúc mâm xôi nha. Tại vì khi mà các bạn mà xem cái video về thời điểm trồng cúc mâm xôi là chắc chắn là các bạn cũng đã chưa có kinh nghiệm nhiều. Ở đây thì mình nói trồng cúc mâm xôi này nó rất là khó nha các bạn ha. Thì do đó là anh em phải tìm hiểu kỹ trước khi là mình trồng. Tại vì cái cúc mâm xôi này nếu như mà năm nào mà chúng ta được giá thì chúng ta bán cũng khá là ngon nha mọi người ha. Còn nếu như là năm nào mà bán không được thì chúng ta cũng lỗ cũng dữ lắm. Như năm 2023 thì chúng ta không có lợi nhiều đâu ha. Tại vì nhiều anh em cũng bỏ của rất là nhiều, thậm chí là vạn thọ này nọ. Thì do đó thì mình khuyên anh em là trước khi trồng cái gì đó thì anh em là nên tìm hiểu kỹ. Như cái thời điểm thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Thì nó có hai dạng, một là 4 cơi hoặc là 5 cơi, nhưng mà thông thường là người ta sẽ trồng là 5 cơi nha các bạn ha. Thì cái 4 cơi với cái 5 cơi thì nó cũng vòng vòng là trong cái tháng 6 thôi, tháng 6 âm lịch nha các bạn ha. Các bạn lưu ý ha, tháng 6 âm lịch đó. Rồi thì hôm nay thì mình chia sẻ nhanh cho các bạn về cái thời điểm mà trồng cúc mâm xôi ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để cập nhật được những video sắp tới mình chia sẻ cho mọi người về những cái loại hoa Tết khác nữa chứ không chỉ là cái cúc mâm xôi này không. Rồi mình xin được mến chào nha.